おはよう。おはよう。どこ行くの？ギア君こそどこ行くの？学校だよ。え、今日学校休みだよ。え、そうなの？うん、聞いてないの？初耳だよ。初耳だよ。初耳だよ。初耳だよ。初耳だよ。今日休みなんだ。うん、休みだよ。ビール飲みに行こう。あー、ソプ先生の結婚式何着ていこうかな。何？誰が結婚すんの？え、ソプ先生。ソプ先生結婚すんの？うん。初耳だよ。初耳だよ。初耳だよ。初耳だよ。え、聞いてないの？マジで結婚すんの？うん。なんか悪いね。聞いてないの？聞いてない。あ、そういえばさ、うん、明日のシフト変わったの知ってる？え、何それ。初耳だよ。初耳だよ。初耳だよ。初耳だよ。明日ギア君出勤してね。私はデートだからさ。マジで明日予定が入っちゃってさ。はい、皆さんこんにちは。本日は5番チャムガンこんにちは。ウェチェンのごストライちゃん今日はおかばんでスタジオもいこうみん。OK, và chúng ta quay trở lại chủ đề của video ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả một cách nói mà sử dụng trong giao tiếp hội thoại tiếng Nhật cũng khá là nhiều trong đời sống hàng ngày. Đó là Hatsumimi. Hatsumimi desu. Hatsumimi desu. Hatsumimi desu. Có thể nói là từ này nó rất là dễ nhớ các bạn ạ. Đơn giản chả có cái gì cả. Hatsu đằng trước thì nó bằng với cả hajimete. Còn đằng sau là mimi là tai.Tai tôi lần đầu tiên đã được nghe thấy điều này. Sử dụng trong trường hợp như thế nào? Khi các bạn nghe thấy một điều gì đó mà các bạn chưa nghe thấy trước đó bao giờ. Đơn giản thế thôi, các bạn không cần phải suy nghĩ quá là nhiều đâu. Nhớ cho mình nhé. Hatsu mimi desu. Thực ra thì hatsu này nó còn ghép được với cả rất là nhiều từ. Ví dụ như là hatsu sanka, tức là lần đầu tiên tham gia. Ok, tạm thời cứ nhớ vậy thôi. Đừng có suy nghĩ nhiều làm gì cho nó mệt óc các bạn ạ.Học đến đâu nhớ đến đấy. Ok, và các bạn nhớ xem video và nói nhại lại thật nhiều các bạn nhé, để tăng khả năng phản xạ tiếng Nhật cũng như là khả năng giao tiếp hoàn toàn của các bạn. Quên mất một điều là nếu mà các bạn thấy video hay thì nhớ like và subscribe channel Samurai Chan của mình nhé, và đừng quên bấm cả cái nút chuông ấy để nó hiện thông báo. Ok, mình yêu các bạn lắm, yêu nhiều lắm.